người, Kỳ Vy đang ở IFC. Hôm nay Kỳ hẹn con bạn đi ăn bánh ly DM. Thì cái bánh này á, ở Hồng Kông á, rất là nổi tiếng. Thật ra nó là một cái hiệu của New York của Mỹ, nên là nhiều người á, vì cái bánh này á, sẽ bay qua cái nước đó để ăn. Mình nghe nói là nhiều người Việt Nam là sẽ bay qua Singapore để ăn cái bánh này. Thì bây giờ mình đi kiếm con bạn mình trước nha các bạn. Tới rồi nè các bạn ơi. Mẹ mình không biết đang xếp hàng hay gì để kiếm cổ cho nè. Thấy rồi nè. Trời ơi ngồi dễ thương quá vậy. Bình thường ở đây á, xếp hàng dữ lắm á. Hôm nay là ngày thường á. Mình nãy em xếp lâu không? Hồi nãy xếp hàng lâu không? Hôm nay xếp 10 phút. 10 phút hả? Chắc là mình gọi cái này, chạy gì thích thì thường là chị ăn cái này nè. Cái này là bánh crepe, mình gọi cái này nha. Xong rồi em muốn gọi thêm cái nào nữa? Mình sẽ gọi trà mình share nha. Uống trà là ngon nhất. Em muốn gọi thêm bánh nào nữa em gọi đi. Cái yêu quý. Bình thường á, nó đông lắm luôn á, mình phải xếp hàng tới đây luôn á. Thì hôm nay ngày thường thì mình tới đây nó đỡ xíu. Đấy, bánh của nó là các bạn ơi. Bánh thường thường là khi gọi cái chuyền mì là cái original one. Thì hôm nay mình sẽ gọi cái này. Với lại cái nào nữa? Hình như là gọi cái mùi trà. Bánh tới rồi mọi người ơi. Trời ơi, nhìn bánh crepe của người ta kìa. Thấy không? Đấy. Mẹ ơi, bánh ngon quá luôn. Cái bánh này ăn rồi không kìm nữa thôi. Nói thiệt nha, bánh này 10 người con gái cũng khoái nha. Nhất là mấy cô Hồng Kông đó. Bây giờ mình đang chờ trà nha các bạn. Mình gọi cái English Breakfast Tea. Cái này ăn phải có trà mới ngon. Đấy. Cái này là cái bánh original. Là thường thường tới LVM là gọi cái này. Khi chị thích nhất cái này vì cái này nó không có ngọt lắm. Cái này là hình như là cái trà phải không em? Cái hương vị trà. Trà bá tước. Cái này là khẩu vị trà bá tước. Cái này cũng ngon lắm nè. Nhưng mà thank you. Ô, không có gì bị tôi vào cục vui không? Có English Breakfast Tea hả mày dầu chắc còn lại extra bị hòn ca rồi. Thầy là ca là mày bị cục vui không? Lại xin lại. Thầy xin lại. Hồi nãy muốn nói gì quên rồi. Hồi nãy mình nói cái này là 70 mấy đồng à? 75 đồng. Còn cái này 60 mấy đồng. Cái này nó rẻ hơn 10 đồng. Nhưng mà cô em mình thích cái bánh này. Bây giờ mình chờ trà là mình ăn nha. Trà tới rồi nha các bạn. Mình gọi English Breakfast Tea. Cái này là trà favorite của Kiki nè. Xong rồi cho miếng sữa vô. Đấy. Rồi bây giờ mình ăn đây nha. Nghĩa nè. Bí, không khách sáo nha. First bite. Oh, các bạn ơi. Discrimination. That's what I was thinking. I actually wondered why it was just female. Béo. I think it's because if you look at, I don't know if này sao em, khẩu vị này sao? Ngon, thơm trà. Thơm mùi trà. Còn cái này thì lúc nào cũng ngon hết. Không bao giờ dở đâu. Cái bánh này nó dễ sắt nè. Cái gương mình mà tự làm á, nó cứng lắm, không có mà dễ cắt xuống gì đâu. Đúng rồi, tại vì người ta làm mỏng lắm. Rất là mỏng. Lúc mà mình lấy cái đĩa mà cắt xuống một cái là nó ra. Ở nhà mình làm á, nó bị cứng cứng, nó bị chặn lại. Nó dày, nó chặn lại. Nên là cái bánh của người ta làm là rất là khéo tay. Mắt là nó có lý. Cái view mình ăn á là kế bên cái store Apple nha mọi người. Đây. Ở dưới là. Nãy giờ ăn được phân nửa, còn phân nửa đáng dốc xíu mới ăn. Chứ nói thiệt nha, cái bánh này á, ở nhà 5 phút là mình quất hết rồi. Ông Thiêm không ăn dữ, không ăn, ông Thiêm không quá ăn đồ ngọt nữa. Mỗi lần ông mua là ông mua 4 cái nhẹ.
Nhưng mà bởi vì lúc trước ông nói nhiều khi ông nói thấy người ta sắp hàng nhiều quá, ông không tới ông mua thôi. Nhưng mà thường thường ông đi IFC hay đi chỗ nào có Lithium á, không cần sắp hàng nào ông vô ông mua hai ba cái bánh đem về cho mình. Chỉ có biết vậy thôi chứ không có tặng đồ quà mắc tiền, chỉ có biết mua bánh thôi. Mua bánh là hạnh phúc hả? Cũng có mua. Ăn xong rồi mọi người ơi, hồi nãy mình tính tiền là 210 đồng là tính luôn cái service charge là 19 đồng á, là khoảng bao nhiêu tiền Việt Nam, là 600 mấy, còn 601 630. Không muốn lên YouTube không? Cô này á, nói không muốn lên YouTube, không muốn nổi tiếng, tại vì hôm bữa có người cháu nhận ra là cổ lên YouTube của mình. Giờ hai đứa rời khỏi cái tiệm này, bây giờ mình đi vòng vòng mà đi coi coi có cái gì mua shopping nha. IFC là nổi tiếng là toàn là người giàu mới tới đây á nha. Nhưng mà mình không phải người giàu, mình là người nghèo. Rồi bây giờ mình đi shopping nha. Bây giờ hôm nay á, ngày thường á, nó không có đông lắm, mình có thể đi vòng vòng, mình đi vô đây mình đi thử đồ nha các bạn. Thì ở đây là Valentino. Cái hiệu Kiki thích nhất, để đi vô thử nha. Mình nè, ở bên không có gì xảy cả. Thì sao, nếu có hai ok chị gây sai yêu bao gồm tầm cả cả tầng hai, yết tầng yêu lênh lênh. Eh, mày 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 睇下其他款，好唔該你。Thì á, ở đây á, mình mua đồ ở đây, trang sức ở đây á, mình có thể là đem tới đây nó sẽ như kêu bằng sấy bóng lại, đánh bóng lại cho mình thì miễn phí. Đúng rồi. Nếu mà mình cảm thấy phiền á, mình phải tự đánh bóng ở nhà thì mình mua, có thể ở đây mua cái chai nước về mình tự mình rửa. Nhưng mà khi cảm thấy là nếu mà đi ra đây thì kêu người ta rửa đi, mất công ở nhà mình tự làm nữa. Đấy, cái này Tiffy & Co. Tiffy thích cái hiệu này nhất, tại vì mỗi lần mình mua là mình mua cái dây chuyền là cái chìa khóa là cái signature của mình, cho nên là Tiffy hay giống như kêu bằng sưu tập cái hiệu này với lại sưu tập cái chìa khóa. Cho nên là ai mà thương mình hay là thích tặng quà cho mình hay là sinh nhật á, nhớ mua Tiffy & Co, mua cái chìa khóa cho mình nha. Thương chưa? Đấy. Cái này nè, cái này nó mắc như quỷ vậy á. Cái 38.000 á, cái này cũng rẻ hơn cái dây chuyền của mình nha. Ừ. Nó có cái kiểu mới á các bạn. Cái kiểu mới này nè, nhưng mà nó bự quá, thì chắc không thích luôn. Cái này thì nó mẫu mới. Nhưng mà cái này bự quá, thì không thích. Chị thích cái nhỏ, cái này đẹp hơn, 38 nha. Cái này đẹp. Rửa xong rồi các bạn ơi. Đấy. Nó rửa nhanh lắm. Như rửa xong rồi bây giờ nó cũng sáng sáng lại, mới mở đeo tới nó bị đen. Đấy, xong xuôi rồi bây giờ mình đi đâu đây? Hôm nay nó vắng thiệt luôn á. Thiệt nha. Đi vô đây á, mua đồ á, tại vì á Hồng Kông á, mình đi mấy cái sang trọng á, nó phục vụ nó mới tốt. Còn đi mấy cái gì mà nó bình dân xíu, phục vụ nó hơi cái bản gì. Dân Hồng Kông thì khi kì thấy ít người tới đây shopping lắm. Chỉ có dân nước ngoài với lại dân Trung Quốc á. Tại dân Trung Quốc là cái gì cũng thích sang hết. Cái gì cũng thích. Không có cần có giá tiền. Thường thường á, hồi xưa á, trước dịch á, thứ bảy chủ nhật ở đây đông, với là ngày thường với lại là mấy cái du khách á, toàn là mấy người Trung Quốc qua nè. Việt Nam nha, Việt Nam mà mấy cô mà mấy chị mà giàu có là tới IFC này hả, shopping không á. IFC là nổi tiếng đó, bây giờ nhìn mấy cái tiệm nó vắng quê. Rồi mình tiếp tục mình đi nha.
bây giờ mình đi, nhưng mà bây giờ á, tại vì á mình là không phải là người nhà giàu, mình đi mua mấy cái brand rẻ tiền thôi, đi H&M trước nha, hay là đi Zara. Đi Zara hôm bữa là có những người bạn kêu khi review mấy cái quần áo của Zara, là bây giờ mình đi Zara nha. Zara là mọi người mình tới rồi, ở dưới tầng thì nó đông hơn ở dưới tầng ở trên lầu, bởi vì ở dưới tầng á nó là gần cái MTR á. Đấy, Zara ở đây á không biết có khác cái Zara Hồng Kông hay không, biết Zara ở Hồng Kông không biết có khác Zara ở bên Việt Nam hay không, cho mình đi vô mình xem thử nha. Nó mùa dạng mà colorful xíu. Hôm nay chị cũng định mua cái áo nào mà áo nó màu, có màu chút xíu, tại vì áo của mình nó hơi chậm. Cái này dễ thương quá nè, dễ thương nè, áo này. Cái này nhiêu tiền đây? Đang sale 199 đồng. Nãy giờ mình không có thấy mấy cái áo sơ mi nha, xem coi có áo mà lỗ. Áo này thấy ok, chết nó sơ mi nó bự quá. Nãy giờ coi mấy cái áo sơ mi gì nó bự sợ luôn. Còn cái này được, cái màu hồng cô này mà mặc thì cái gì thấy cũng đẹp mà, nhưng mà nó bự lắm luôn á. Cái áo đó chị thấy cũng được, đã chị cũng định thử mới có XS không á, coi có XS không. Cái áo XS cho người ta thử rồi, cái này L. Cái này là size mấy này? Này size M. XS là cô đó mặc rồi. Đang mặc á, gì hả? Nó không có XS hả? Cái này size S. Size S cũng bự lắm em. Cái này đẹp nè. Cái này dễ khó. Cái này đẹp không? Ngắn không? Ngắn. Mà dễ thương à. Thì thử cái này quá, đi vô thử cái này. Nó có nhiều mấy cái kiểu dễ thương quá. Cái này dễ thương, màu trắng à? Cái này dễ thương nè. Cái này riêng riêng hở lưng nha. Nhưng mà cái này hở lưng hả? Hở lưng là không có áo ngực được phải không? Đúng rồi. Thấy cái áo bông cũng dễ thương nè. Cái áo này nó cũng đẹp nhưng mà nó dài quá luôn á, cái này. Mình lùng quá mình mặc cái này không có được phải không? Cái bông này cũng đẹp nè em. Cái bông này đẹp nè em. Em nhìn thử coi XS không? Tiền cái áo này mua rồi các bạn ơi, phí tiền rồi. Bây giờ Kiki đi vô City Super nha bạn, mình đã đi về nhà rồi, nãy giờ mình thử đồ lâu quá cổ chịu hết nổi rồi, cổ về nhà ăn cơm với chồng. Thì mình đi vô đây siêu thị coi có gì mua để đem về nhà. Chắc là mua cái gì để ngày mai ăn sáng thôi các bạn. Siêu thị này là siêu thị tên là City Super. Nói chung là siêu thị này là mắc nhất ở Hồng Kông. Những cái gì đồ ăn ở đây là nhập khẩu không à. Đấy, các bạn hãy xem thử những cái herbs và những cái giá tiền này nha. Đấy, 14 đồng. Cái mint 14 đồng là bao nhiêu tiền Việt Nam đi? Nó một nhánh vậy thôi nha. Đấy, các bạn có hiểu biết là tại sao mình nói là mắc nhất hành tinh không? Còn cái này nữa nè. Cái này là cái special, cũng là 14 đồng. Đó, để Kiki show cho các bạn xem thử nha. Nè, cái này là thịt heo nè.
thịt heo một bịch như vậy là 91 đồng. 91 đồng tiền Hồng Kông là khoảng 300.000. 300.000 tiền Việt Nam của mình là một bịch như vậy. Thịt bò ở đây nè. Thịt bò của họ 409. Ở Hồng Kông là mình nói là mình đi siêu thị City Super là đang là mua đồ đồ nước ngoài, đồ nhập khẩu. Nên là giá ở đây nó giá tiền nó như là trên trời dưới đất vậy á. Đấy, nó có cái gì mua nữa đi. Muốn mua đồ mà người ta sắp hàng tới bên đây vậy, bên đây thì chắc mình đi về quá các bạn ơi. Không có mua ở đây. Đi siêu thị nào mà gần nhà mình thôi. Giờ này là giờ cao điểm á, tại vì mấy cái người công ty người ta tan việc ở đây là IFC là ở cái nơi mà trung tâm Hồng Kông luôn á, nên là nó đông lắm, nên là kia kỳ thôi đi ra ngoài. Muốn mua một món hai món mà sắp hàng đông quá thôi, chắc đi về nhà rồi siêu thị gần nhà mình để mua quá. Thì bây giờ kia kỳ đi bộ ra ngoài tàu điện để đi về nhà nha các bạn. Thì các bạn có nhớ đường không? Thì á, ở Zara, trước mặt Zara đi thẳng là cái tàu điện ngầm. Cái siêu thị này là ở trên cái nóc nhà của tàu điện, nên là nó đi đâu nó cũng tiện hết. Với lại là cái IFC này là gần nhà mình nhất. Nhà mình từ tàu điện đi đến đây là 15 phút là tới rồi. Bây giờ mình đi xuống. Mình đang xuống tàu điện ngầm rồi các bạn ơi. Thì Kiki rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video hôm nay của mình. Nếu các bạn thích video của Kiki thì nhớ đăng ký kênh mình để ủng hộ mình. Với lại nó nhớ ấn nút kế bên để khi mà mình ra video mới á, nó sẽ báo. Với lại là follow Instagram của mình. Nhớ là follow Instagram của Kiki nha. Tại vì trong Instagram của Kiki cũng nhiều khi cũng có post mấy cái story, mấy cái hình ảnh á. Các bạn có thể vô trong theo dõi. Và mong các bạn hôm nay có một ngày vui vẻ, một ngày tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.